Maxe. Bên kia chậm chút nữa cầu thủ của Sao Quần. Bên kia là Paniasen. Bằng hơi Paniasen Rome. Đáng thế nhỉ? Không vấn đề gì cả. Vâng, bên họ là Paniasen Rome. Còn bên mình Maxe. Maxe của Hồng Anh. Greg. Nhìn Greg đã chán rồi, bên họ là 4 tuyển. Phô. Và Pan. Ơ thế như vậy là bên mình không xấu đâu. Vâng, bên họ 10 thì bên mình cũng được 9 rưỡi. Kèo thì cứ coi là cân đi. Vâng, cố gắng động viên bên mình để mình có thể thi đấu. Bên họ không có gì cả. IA là một quân tương đối khó đánh. Vâng, Seng thì nó quân mà không đột biến đi. Pan thì không lên được đời. Thế là tươi. Quân không lệch lắm. Và chúng ta được xem mảnh máy của em thủ Hồng Anh. Một trận thi đấu mà Hồng Anh sẽ cần phải đột biến. Vâng, nếu như Hồng Anh không đột biến được thì khả năng bên Xé Bình sẽ phải đột tử. Tiếp tục đi dò. Một cái đàn hiêu 24 như là 6 con. Maxe giờ này sẽ dâng lò thôi. Quân xấu hơn. Có Maxe, có cả voi. Phi. Câu con voi này về. Một loài Maxe khá đẹp, không phải là xấu. Hy vọng vẫn còn. Đây là pan của anh đi. Vâng, hai voi. Có bầy hiêu. Vâng, anh và anh đừng để chết dân. Một hit. Thiếu một quả cỏ phụ nữa để Gunny có thể khỏe trong bài thiếu cầm pan này. Vâng, vậy có hai đàn hiêu như vậy đủ đồ rồi. Đủ đồ rồi. Nhưng mà cái tôi cần bây giờ là bãi quả cơ. Tôi cần một bãi quả để pan có thể bền lực. Greg của vòng bàn tay ma thuật. Bàn tay ma thuật là... Vâng, như vậy là bàn tay ma thuật là vô thường. Vâng, một trận cũng khá nhiều voi vô thường ấy chứ. Vâng, 4 voi. Vâng, quân xấu nhưng mà bài thế này cũng được. Thế này không sợ gì bên bạn đâu. Hy vọng trận này vô thường có thể cân được Seng. Vâng, Seng cung trận này khi chết vô thường. Không. Vâng, chết một dân. Hơi đen. Đây là Maxe của Hồng Anh. Vâng, cố gắng ra ăn cái đàn hiêu xa xa thôi. Một bài mà không đánh được quá ít dân. Tôi nghĩ là sẽ là bài 25 dân. 25 dân của Maxe. Đủ thịt rồi. Vậy thì Hồng Anh căn kè thử gỗ cực kỳ chuẩn. Dâng lờ luôn. Một bài sẽ dâng lờ dâng y kích đòi. 7 phút 26 giây. Một bài khá sớm của Maxe. Ăn thêm dần chật gỗ. Như vậy có bãi quả tươi. Đây sẽ là bãi quả lực của Hồng Anh. Cố gắng đi hai dân trụ vào nhau, không thì gặp con sư tử thì không biết làm gì. Rồi, sẽ đủ thịt thôi, tôi nghĩ là như vậy. Và bây giờ vấn đề bây giờ là gỗ. Và có định đặt chiếc BG này không? Như vậy là có đặt chiếc BG. Như vậy là gỗ sẽ thiếu một chút xíu. Cắt xem dần là chặt gỗ. Ôi, cẩn thận kích đúp. Vâng, nhức rất ghê dần những tần kích bị kích đúp chuột. Đấy, vừa vào xong. Thế các bạn thấy tôi nói không phải sai. Và cho dân ít máu đi đằng sau. Vâng, thanh niên trai tráng đi đằng trước, để ông già lọ khọ đi đằng trước thì hơi nguy hiểm. Đấy, đúng rồi. Đó, chuẩn luôn. Dừng lò siêu sớm và siêu cao. 25 dân và khả năng xích kích ở đầu 10. Không phải là cuối 10 mà thậm chí còn là đầu 10 cơ. Bên kia thông báo về 4 nước người dừng lò. Như vậy là 4 nước người cầm Roman. Mà đừng nói tôi là kích 9. À thôi, phải sang đầu 10 rồi. Cái 9 lại phũ quá. Vâng, như vậy 13 của anh kích đời với 25 dân của Maxe. Sóc con giò. Quay dân về để có thể ăn được gãy vàng này.
Hy vọng Hồng Anh sẽ cân được đôi. Không biết IA bên kia là người đánh cái gì. Bên kia có à IA Sen. Gặp nhà Pan luôn. Đây là Pan của mùa 1. Có dummy nhà này luôn được. Dummy luôn cũng được. Lực đang tương đối khỏe. Ở nhà mùa 5 phải cẩn thận nhá. Nếu như mà không chém nhà mùa 5 thì bảo nhà Hồng Anh luôn đấy. Và tôi sẽ để ý con giòi cho. Đây là hình máy của Gunny. Gunny cũng cầm Pan, như vậy là 2 Pan đầu cánh gặp nhau. Còn có ngựa giò công giáp, còn 2 ngựa giò đều là công giáp, còn thích thì chơi. Còn tôi nhiều máu hơn. Còn bây giờ trên dốc ấy, thì trên dốc lại vậy e không. Ơ như vậy là tưới. Mà ăn được con giò. Mà chết con giò, không chết dần. Dần còn 1 máu, tươi. Ăn được con giò công giáp. Nhưng mà lực của Gunny đang không quá khỏe. Quay trở lại với Hồng Anh. Đây là Hồng Anh. Và con kia, vâng, bên kia mất con giò đấy. Đó, ôi giời, tươi. Vâng, xe thì con y giữa mồm nhà BA của Seng luôn. Quá tươi bài thi đấu này. À, IA, như vậy là IA, Mato là người đánh cung A. Vâng, tôi sắp một con chém thôi, để vàng lên chiêng 3. Vâng, Pan vẽ ruộng tại nhà nhá, Gunny nhá. Pan vẽ ruộng tại nhà đấy. Thôi đầm luôn cho nó mát. Vâng, ai cho Hồng Anh trăm vàng thì mới gọi là viên mãn trong bài thi đấu này này. Trăm vàng nữa. Trăm vàng trăm thịt nữa đi. Vậy Pan. Ồ không, như vậy là Pan vẫn khỏe đấy. Đâm vào ruộng. Có đi thẳng vào nhà. Ồ, em ơi, con y vâng lọt thẳng vào ruộng luôn. Vâng, tờ này sẽ nhất nhức nhối đây. Con y lọt thẳng vào ruộng. Vậy là Michael Tutti. Vâng, anh lại là người đánh cung A. Vâng, theo truyền thuyết kể rằng thì Tutti đánh cung A chưa bao giờ thắng. Vâng, cung A mới chỉ là một váy. Và bây giờ thì vâng chương 3 rồi. Như vậy là chương 3 rồi, đến từ y Max C của ông anh. Vâng, định quay vào đập ư? Vâng, định quay vào đập ư? Và y đang chảy cực kỳ đều. Và cẩn thận, ở nhà sẽ bị tơn, một tơn lọt vào đến từ Pan. Bây giờ thì lọt vào bãi gỗ và bãi vàng. Rất tươi, Hồng Anh đang sóc cả chém và cả y. Xe thêm một chiếc e. Rồi tươi, chọc bãi ruộng này. Có chém được này thì tươi, vâng chém đổi dân thì nó gắt hơn. Và cung A vẫn chỉ là một váy đến từ Tutti. Tuy một bài một trận mà lên cung A mới chỉ lên qua một váy thôi. Vâng, cứ đi. Gunny cố gắng ôm được nhà Pan đầu gánh thì là ngon. Để chém chết được thì tốt quá. Và khả năng là Yamato bay nhà. Một tên bay nhà cực kỳ đơn giản. Có ai váy thì nhưng sẽ làm cái gì. Đây là truy mệnh. Truy mệnh tham này 39 người cầm cung duy nhất bên phía Thái Bình. Vâng, cố lên. Đây là Max C. Max C đã thiếu quá tốt rồi. Max C trận đấu này đúng như tôi dự đoán, đó là một vài đột biến. Đây là Greg. Vâng, Greg không quá to. Vâng, cố gắng quản bên kia đi. Bên kia mùa 4 là người cầm xe à? Như vậy là 3 là người ở trên góc 12 giờ và nhà đầu cánh. Như vậy là cánh kia yêu nhưng mà cánh này không yêu một tí nào. Vâng, Max C tham 37. Thôi, cố gắng đừng để lủng. Cố gắng khỏe đi, đừng để bay nhà. Bay nhà thì khó lắm. Đây là Pan của Gunny. Vâng, Gunny vẫn khỏe. Và một bài mà đóng ruộng theo cái thế hình không biết là chữ gì đấy, chữ bát. Thấy người ta hay nói chữ bát mà tôi cũng chả biết chữ bát như thế nào. Đây là một bãi ruộng của cái thủ mùa 4. Vâng, cố gắng gây mất tay mùa 4 đi. Cố chỉ người cầm Roman thôi, không quá khỏe đâu. Chém thì vừa rồi là một tên thiêu, bị thiêu hết vào nhà mùa 6 rồi. Max C. Vâng, như vậy là lại xe ở chỗ khác. Cực kỳ khổ tôi đi ở tôi tên này. Hồng Anh vẫn đang cực kỳ khỏe, các bạn thấy timeline của Max C là 36/40. Vâng, để ý thủ nhà, có 5 cái ruộng ấm, tươi. Vâng, còn bơm đồ đi cơ. Và Max C còn bơm đồ đi cơ. Và bên kia đang hit and run, rỉa con đi. Mà rỉa đến mùa nào, nó mới hết đây. Có xe thêm cái y nữa không? Bên kia khả năng Seng trên góc 12 giờ sẽ là người chuyển cung A. Vâng, lại gặp vào bãi ruộng nữa và khả năng Tutti sẽ không có tay trong tuần này. Vâng, đúng là như vậy. Không có tay. Vâng, làm được hai con đúng, 3 con khi ăn được cả 5 con đấy. Vâng, Hồng Anh đang soi máu. Đúng rồi. Vâng, như vậy ạ. Một con chéo ăn được 4 hôm qua. Soi máu cực kỳ hay. Mùa 2 đã là người bay nhà. Nhưng bên kia thì mùa 3 trên góc 12 giờ đang tươi to. Hồng Anh có di chuyển dần y lên trên góc 12 giờ không? Vâng, nhà Hồng Anh vẫn chưa bị ai chăn. Một trận đánh rất lỗi của các thủ Hà Nội.
Phonician. Thôi cố gắng thủ nhà thôi, cố gắng lên. Cánh này sao yếu thế nhở? Trời ơi, vâng, nhà đẹp thế này. Nhà đẹp. Thôi khả năng phô, vâng, khả năng truy mạnh phải người bỏ nhà thôi. Tơ này không đỡ được rồi. Hồng Anh đang trận đấu này đang cứ rất khỏe, các bạn nhìn thấy Hồng Anh thi đấu rất tốt. Đang đâm chết nhà chủ lực bên bạn rồi. Phải sóc y để tí có thể đâm vào nhà của cố gắng đâm. Và chúng ta đến với pan của ôi nhựa đây rồi. Hy vọng ta chính là đây. Bằng tham 35. Chơi được không? Có y ở đây. Ồ chơi đi. Tham lại 36 và đang răng cứu truy bệnh, nhưng mà truy bệnh tham không to đâu. Khả năng xem bên kia sẽ là người lên cung A. Tham lại thì vẫn đang chưa, vâng, chưa thể biết được, nhưng mà đang dễ đánh hơn, dành cho bạn dễ đánh hơn thôi. Đây là Hồng Anh. Hồng Anh vẫn còn tham 24. Bên kia thì Tuti đang hút đồ rất nhiều đồng đội để có thể hồi lại cung A. Một trận có thể gọi là đánh siêu lỗi của Tuti rồi mà. Vâng, nếu như thua thì đã rất đáng tiếc. Vâng, 900 gỗ, 900 vàng, ai lấy vàng không nhỉ? 900 vàng này. Mất vàng 1 năm, mất nhà chợ. Đáng lòng. Vâng, pan 1-1, 1-2 này đã chết dị rồi. Cánh này thắng cực kỳ sớm và cực kỳ sâu. Nhưng mà cánh kia thì cũng tương tự như... và lại ngược lại so với cánh này. Bây giờ thì y còn không còn quá nhiều. Vâng, cố gắng đỡ được cánh kia thôi thì tươi. Nhưng mà bây giờ không sao, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu này. Vâng, trận đấu này Hồng Anh và Gani sẽ là người cân tất. Vâng, cân cả 4, cân tất và cân cả đất xung quanh. Tham lại 40 dành cho pan của Gani. Và có lên góc 12 giờ làm tí không? Cẩn thận một chút nữa thì game thủ 3 sẽ là người lên cung A, game thủ 3 là người cầm sen. Cố gắng hồi lại đi chú bệnh, vâng, chỉ hồi thôi, chỉ hồi vào thủ nhà thôi, nhà cực kỳ đẹp. Gani có lên chém 4 không? Ố, như vậy là tham bên mình còn cân, vâng, tham mình còn đè cơ. Bên họ thì có mỗi 1-3 to rồi, còn 3 này kia thì yếu rồi. Vâng, Quýt thì không phải là một game thủ chủ lực quá hay. Và chúng ta cùng xem hình máy của Pan, vâng, Pan đang cực to. 43 trên 44, thiếu với E. Khả năng MOBA sẽ là người lên cung A và tôi nghĩ sẽ là như vậy. MOBA tham khoảng một lốp. Chưa có chém 4 nhá. Chưa có chém 4 nhá. Vâng, quân đâu? Vô thường đâu? Lên 12 giờ luôn. Đây rồi, quả này nhau 4. Vâng, có vẩy vào mắt tôi này. Đây là đã là chém 4 rồi. Vâng, đi tụng. Vâng, đi cùng thì bao kín lại lại. Vâng, nếu có đi cùng thì bao kín nhà lại. Không còn nhiều đúng không? Bó kín thì tí 1-2 con vào rất là mất tay. Đấy, nhà có mấy cái e là kín rồi. 4 cái, đúng rồi. Gỗ 2 nha em nhá. Đang có nào gỗ 1 kìa. Bài đẹp. Rồi, có bắt đầu con rồi. Và bây giờ thì quay trở lại mảnh máy của Pan. Vâng, không biết MOBA lên qua chưa? MOBA đang cực đông. Ông Pan đang cực đông. Các bạn thấy hai cái đường đà bằng vờn quanh nhà. Lảy thì ông MOBA 4 này. Như vậy MOBA đã lên cung A. Như vậy chúng ta cần phải có quân của truy mệnh thì mới có thể ốt được MOBA trong tơn thi đấu này. Tham lai vẫn bên mình đang đè lên. Khi mà bên mình 4 nhà đang đều, 4 nhà đang ngồi, còn bên họ thì hai nhà đang chết sâu rồi. Vâng, chơi được tơ này. Chơi được tơ này, vâng, đã chém 4. Đã chém 4. Và là Pan nó vả thì đừng hỏi tại sao. Vâng, 6 đi cùng chưa? Bây giờ phụ thuộc vào truy mệnh, truy mệnh phải đi cùng mới thể ốp được. Y mắc C cũng cực đông. Y mắc C cũng cực đông. Vâng, bên mình đông cung lắm. Đông chém lắm. Đi cùng em ơi. Nhé ba nha, bình tĩnh tên này. Ốp được. Tham có gì đâu. Vâng, có vẻ như... có vẻ nhà MOBA đang khá đẹp.
các cầu thủ bên phía Thái Bình đang muốn, nó có tình trạng là muốn công ca trong tuần này. Vâng, nhìn như thế thôi nhưng mà cung A của Nga đang cực kỳ đông. Nếu như công tuần này mà Thái Bình mất quân thì khả năng sẽ là vâng cẩn thận trong tuần này. Cả tuần này bên mình tham đè là do bên mình nhiều quân hơn. Nếu như ốp tuần này mà không được thì bên mình sẽ là người mất quân. Và cẩn thận, cẩn thận thì thua ngược. Đầu máu được em ơi. Em ơi đi tờ nữa đi, đi ít thế. Đi vào đi, đi vào xem quân họ đang nằm ở cái vị thế như thế nào để xem ốp được hay không. Chưa thấy nhà của vâng, trận thi đấu rất căng thẳng, đây là trận thi đấu chung kết rồi. Vâng. Khổ quá. Ôi trời ơi, nhà họ cực kỳ kín các bạn ấy, một cái bài thì góc 12 giờ. Đi quân đi mà. Chưa lên được đầu máu đâu em ơi. Chưa lên đầu máu đâu. Chuyển bố cho tuần này. Vâng, ốp bên mình cực kỳ đông quân đấy, đông lắm đấy, không phải đông vừa đâu. Vâng, bên họ đang lùi vào trong, bên kia là nhà của vâng đang vâng kéo nhiều dân lên vô thường, hai thằng xây đến mùa nào mới xong. Cho gỗ đi, cho thêm dân đi, thêm nữa đi, đầy gỗ cứ thêm dân mà xây đi, xây lên nhiều vào. Bên kia Seng là người lên 70 dân rồi. Nhưng mà nhà họ đang quá đẹp. Vâng, tại sao lại có một cái thứ bài nó đẹp như thế này? Cực kỳ là ngứa. Vâng, sao đẹp thế nhỉ? Vâng, cứ lêu chờ đi. Lêu chờ đi. Y chọc đi, y chọc đi. Như vậy lên 4 xong đến từ Seng. Vâng, tôi cũng đang nghĩ một cái bài mà Seng sẽ lên 4. Bởi vì một cái bài mà cực kỳ đẹp đến từ Seng. Ốp vào tên này khả năng bay. Lên, lên đi, lên đi. Bắn 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 bé, bắn cái bé, đúng rồi, bắn cái bé, bắn cái bé, đúng rồi, lọt vào, lọt vào tới này, lạc ra vào đi, dô vâng, dô tới này đấy, dô 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 truy mạnh, truy mạnh, để ý đi cung sâu bên trong, để ý đi cung sâu bên trong, đúng rồi, đúng rồi, lạc đà siêu đông. Vâng, lêu chờ, vâng, lêu chờ lò tới này, đi vào trong, đi vào trong, lạc đà đi vào trong, đi vào trong, vâng, quyết chưa, vâng, quyết tới này rồi, lạc đà siêu đông, vậy vậy là quyết cực kỳ hay trong. Vâng, cực kỳ hay trong trận đấu chung kết này. Một pha ốp nhà quá hay của Thái Bình. Thương hiệu Thái Bình được khẳng định. Cực kỳ hay, và như vậy là tỷ số ở hiệp thứ hai là 3-2 dành cho Thái Bình. 3-2 dành cho Thái Bình và tỷ số về C đang là 1 đều. Và chúng ta sẽ đến với trận vâng C thi đấu chung kết ở trong ngày. Chúng ta đến với C thi đấu chung kết ở trong buổi chiều ngày hôm nay.